chị đẹp, em quay lại các chế đây. Thực sự luôn là đây nha, quần này. Hello các chị đẹp. Hello mọi người. Em có ok hơn không? Anh xem có ok hơn không? Xem livestream đi, nó bị lag. Anh đừng vào Facebook của em, ba Facebook vào một lo trả lag. Anh vào Facebook của em, à vào Facebook của anh ấy. Cho anh nhìn sang ấy. Vào thử rồi. Nhưng mà vấn đề là nó không phải là vấn đề là comment. Hello mọi người, nó không phải là vấn đề comment. Em bật cái thỏi son đỏ. Nhưng mà ba Facebook vào một cái nó chẳng lag. Hello hello mọi người. Vào lại cho em cái livestream này với. Em mượn cái son của em. Khổ thân em gọi là dã man con ngan luôn. Trời ơi chị Giang Trà ơi, cái váy này bán rồi, bán phải gọi là bán anh cứ mặc em cái túi. Cái váy này em phải gọi là em bán một thời rồi chế. Chế mua rồi, có khi chế mua chứ không nhớ ấy. Mua nhiều quá không nhớ tôi không phải điều hòa nữa nhá. Xem có hiểu là có cái đường điện ở đâu nhỉ? Ôi, nhìn vào cái kia xong lát quá. Em mượn cái túi son của em. Hello chị đẹp, thay lại cái váy này ra không mặc cái váy kia, khách inbox hỏi nhiều quá. Chị Quỳnh ơi, bán cái váy chân váy em bán rồi các chế. Mọi người có nhớ không, chân váy này phải bán 20 chiếc rồi nhở? Cái chân váy này phải bán 20 chiếc rồi các chế. Chân váy đang mặc em bán rồi. Chân váy này hồi đang mặc hình như bán có 50 không à. Hôm nay mới mua mà được hàng nhà chị. Hôm nay mới mua được hàng nhà chị mất. Nhung Nguyễn ơi, có như thế Nhung Nguyễn nhá. Em đánh cho tí sao đỏ tươi. Có thấy chị ấy che đi này, chân váy em mua rồi. Còn đúng một chiếc em giữ lại mặc các chế hôm qua đấy. Chân váy bán rồi mà. Hello chị Võ Thị Giang có nhìn đồ ấy quá, ấy mắt quá. Hello mọi người, hôm nay em cực kỳ đen luôn. Bán gọi là quá là mạng, nó như một cái củ ấy luôn. Trời ơi, mạng nó giật dã man luôn. Mọi người chia sẻ livestream lên cho em. Đây, cho em mọi người luôn này. Eo ơi, toàn hàng gọi là hàng hot hit các chế. Chia sẻ livestream lên cho em. Chia sẻ livestream lên cho em này. Toàn hàng đẹp dã man như thế này. Trời ơi đẹp quá, mọi người chia sẻ lên livestream lên cho em nhá. Comment cho em một cái chân váy tặng cho em luôn này. Một cái chân váy hàng Quảng Châu, chân váy này mọi người mặc rất là xinh nhá. Đây, comment cho em một cái chân váy tặng cho em luôn này. Comment cho em một cái chân váy tặng luôn cho em này. Comment tặng giúp em này, em mượn cái chai nước chanh anh. Comment cho em một cái chân váy tặng cho em này. Comment cho em một cái chân váy tặng cho em. Comment cho em một cái chân váy tặng này. Hàng Quảng Châu cho em nhá. Comment cho em một cái chân váy tặng luôn, tặng các chế luôn này. Comment cho em một cái chân váy tặng cho em ạ. Cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Comment cho em một cái chân váy tặng này. Xinh xuất sắc luôn. Comment cho em một cái chân váy tặng ạ. Một cái chân váy tặng, comment tặng giúp em. Mọi người nhớ là chia sẻ livestream ok, tí nữa em xem hình như chân váy vẫn còn một ít đấy. Comment cho em chân váy này bên trong có quần nha, nên các chế đừng có hỏi ạ. Bạn ai bảo em là mặc không có quần là em hơi bị hơi mệt rồi nha. Bên trong cái chân váy này có quần nha mọi người. Comment cho em là một cái chân váy tặng giúp em này. Một cái chân váy tặng cho em, đẹp xuất sắc luôn các chế. Cái mẫu này là em bán livestream này em cũng mời em, anh mới mượn bút cái. Comment cho em một cái chân váy tặng nhá. Em dạo này nhỏ nhắn dễ thương quá chị Mùi Thị ơi, em vừa giảm cân xong, một phát giảm 3 cân xong, một phát giảm 3 cân luôn. Em mà nó không quyết tâm thì thôi. Nói chung là vẫn là béo, nó không phải là dạng gọi là dạng gầy gì cả, nhưng mà vấn đề là em quyết tâm một phát. Lan Tình ơi, đi đơn thứ okay. 2 sản phẩm nhá, một đơn gửi đó. Đi đơn thứ 2 sản phẩm tình yêu nhá. Comment cho em một mã tặng cho em này. Các tình yêu nhớ là có đơn inbox cho em điện thoại số địa chỉ nhá mọi người nhá. Em nói thật mọi người luôn là em giảm cân rất là kinh luôn. Mọi người biết không, em giảm cân mà có những hôm em giảm cân mà em đói em run bật luôn đấy mọi người. Comment cho em là một mã tặng giúp em, một mã tặng cho em, một mã tặng cho em, nhớ là ô em này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em mọi người nhá. Bởi vì hôm nay em xả rất là rẻ, bởi vì vừa nãy của em mạng của nó là hơi vấn đề một tí mọi người nhá. Vừa nãy mạng nó hơi vấn đề một tí. Comment cho em một mã tặng này. Ok, Trần Võ Sapa tặng chị Sapa luôn này. Tặng chị Sapa luôn cho em này, chia sẻ lên cho em nhá. Mọi người chia sẻ lên cho em, hôm nay bán vừa bán cũng tặng. Eo ơi, thực sự là toàn mã xinh đấy mọi người ạ. Đây này. Nhờ đơn một em lười quá đây, vừa bán vừa tặng cho em luôn cái này. Đây. Áo này, một áo 10k cho em này. Bán là bán, hôm nay có một khách hôm nay đi ship hàng gặp một cái chị Nguyễn Hương. Ai đã mua của em rồi biết này. Eo ơi, bà mặc cái áo này với quần legging xinh ơi là xinh luôn. 10.000 cho em áo này, hàng Forever 21 này. Bán là bán hàng đẹp luôn, ai mặc khách mà nhận mà không ưng trả lại cho em luôn 10k. Mã này mặc với quần legging siêu xinh luôn, một chiếc cuối cùng duy nhất. Con này đi ship em thề luôn, không nói điêu. Bà chị Nguyễn Hương, mày bà vào xem livestream mà biết này. 10k cho em nhanh tay thì còn một chiếc duy nhất này. Chị Nguyễn Hương cho em 10k rất là xinh này. Chị Nguyễn Hương cho em, à chị Nguyễn Hương mày mặc cái mã này xinh cực kỳ luôn. 10k cho em một áo mã bao nhiêu đây anh? Mã 12 cho em 10k này. Mã 12 cho em này. 10.000 này. Nhanh tay lên giúp em. Mọi người nhớ em là chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nhá. Mã 10 mấy ạ? 12 cho em 10.000 này. Đẹp xuất sắc luôn này. Oanh Thỏ này. Mã này mà ai mà không chốt thì hơi bị phí luôn. Oanh Thỏ đơn đi rồi nhá mọi người. Lên tiếp cho em, vừa bán vừa tặng này. Đây một mã tặng nữa cho em luôn. Tặng luôn các chế áo này. Tặng luôn cho em áo này mặc rất là thích này. Mọi người nhìn không em ạ? Tặng hàng Montogi luôn cho em. Tặng cho chị nào chia sẻ nhanh tay nhất cho em. Lên này mọi người nhìn em này. Tặng cho em một chị này nhá, tặng hộ em luôn này. Tặng cho em một chị luôn, mọi người chia sẻ lên mã này. Đây em mặc cùng mọi người chân váy này. Bên trong của cái chân váy này có quần nha các chế, không mọi người lại sau em là mặc vô duyên thì chết em luôn đấy. Bên trong này, comment em một mã tặng luôn này. Mặc đẹp xuất sắc chưa? Mã tặng này mọi người mặc với chân váy cực kỳ xinh hoặc mặc với cái gì nhá, lên cho em này. Comment chia sẻ lên cho em.
Một mã tặng cho em này, mạng lag lắm anh ạ, nó bị chậm so với mồm mình nói hay sao ấy. Anh nhìn thấy ok không? Em bảo anh đừng có vào Facebook của em, nó sẽ bị lag. Hôm qua anh không vào cái nó không lag ngay. Hôm qua anh không vào một phát nó không lag ngay. Anh vào ba cái máy một cái Facebook làm sao mà nó không lag được? Ba máy một Facebook thì trả lên cho anh gì đúng không? Comment em một mã tặng này chia sẻ của em nhá, chia sẻ các hội các nhóm cho em này. Anh không nghe thì em kệ anh đấy. Một mã tặng tiếp cho em hay quá nhiều mã tặng các tính yêu luôn, vừa bán vừa tặng các chế luôn. Mọi người chia sẻ nhanh tay cho em 10 nhóm, comment cho em là 10 nhóm tặng cho em này, 10 nhóm tặng giúp em nhá. 10 nhóm tặng cho em. Cái mã bra này em lấy hình như là không biết là ai bán cho em nhỉ? Có 10.000 thôi. Bra này cho em là có bra này hình như là lấy có 30.000 một cái. 30.000 một cái bra này mặc rất xinh nhá. Nó là cái bra gen à bra len, nó không phải là hàng gen mà cực kỳ xinh luôn. Mà nó không bị béo bụng đâu. Bra gen thì mọi người mặc nhá, nó sẽ bị béo bụng ở đây, nhưng mà bra này cảm giác nó không bị béo bụng một tí nào. Ok, chốt cho em này. Chốt cho em 10k tặng cho em này. Ok, tốt, tặng Winnie Sunny cho em này. Winnie Sunny mỗi tổ cái cổ của nó hơi bị màu một tí nhất, tình yêu về tình yêu ấy cho em này. Vừa bán vừa tặng luôn cho em. Lên hàng đông cho em đi Tú. Cái áo này còn một màu xanh nữa này. Trời ơi, rẻ dã man con ngan luôn đây. Combo này chị nào vừa bán vừa tặng cho em luôn. Combo này đúng là thực sự là 30.000 hai cái. Lỗ nặng luôn, một cái áo màu xanh cho em. Một cái áo màu xanh cho em này, một cái áo màu xanh cho em này. Màu xanh rất là xinh nhá, và một cái áo màu. Riêng cái áo màu này thì mọi người khỏi phải nói luôn, ai mà nhận cái combo này quá là xuất sắc. Nếu như lượt view mà tiếp tục chậm như này là hôm nay em nghỉ livestream nó không bán nữa, bởi vì sao? Em bán cho mọi người một cái giá rất là rẻ rồi thì các chị chia sẻ lên giúp em, ủng hộ lên giúp em. Chia sẻ để em tăng tương tác cho mọi người, mà không chịu chia sẻ lên như này lúc sau out livestream ra toàn 200-300 lượt chia sẻ thôi. Các livestream của người ta mặn mà em hơi bị mụn nhở. Nên là mọi người chia sẻ lên hộ em thực sự luôn này, mọi người nhớ em màu xanh bi này. Cái áo màu xanh bi các chị nhận thì ưng luôn, màu xanh cho em nhá, màu xanh than này. Hàng Quảng Châu xịn cho em combo cả một cái áo này, cả một cái áo kia có 30.000 thôi. Nên mọi người hộ em với là chia sẻ lên cho em, bán không có lãi đâu, bán còn lỗ cơ mọi người ạ. Vừa bán vừa tặng cho em mã này, công mã này bao nhiêu đây? 13. Mã 13, comment hộ em là 13 30k này giật lắm. Ừ đấy, cứ sắm sạc hoặc là giật này. Mã 13 cho em. Mã 13 cho em này, 30.000, trời ơi, một cái sơ mi bi ai mà nhận hàng của em thì được biết này. 13 cho em này, 30k đúng là thực sự là cực kỳ đẹp luôn. Nếu là chia sẻ lên cho em giật mọi người. Ừ, sao mình không được tặng bao giờ chị Nguyễn Nơ? Không anh ơi, yên tâm, may mắn sẽ được tặng, mua hàng nhà em tặng suốt đấy mà. Comment của em mã 13 cho em 30k, đẹp xuất sắc luôn. Combo này cực kỳ xinh này, anh lấy len của em. Ai? Nguyễn Linh Nhi. Ừ, Nguyễn Linh Nhi, ok, chốt Nguyễn Linh Nhi cho em này. Nhớ là chia sẻ lên giúp em, chia sẻ lên giúp em các chế nhá. Toàn hàng xinh luôn, không bao giờ em nhá, em thật mọi người, em mà xinh như hot girl, em mà chụp ảnh ăn ảnh như hot girl, nó không bao giờ em đi bán hàng livestream luôn, em thật đấy. Bởi vì sao bán hàng livestream, ai mà mua hàng livestream của em rồi thì biết cực kỳ rẻ. Không phải là nói để khoe là mình bán hàng được số lượng bao nhiêu, không bao giờ khoe, tính em không bao giờ thích thế luôn. Nhưng mà để mà nói nhá, em nói thật mọi người luôn, không bao giờ khoe là khách mua 10 triệu một lúc. Em thật, riêng mọi người mà xem livestream của em, mọi người biết cái chị Hoàng Tươi ấy, mua một lúc 7 triệu gần 7 triệu tiền hàng, tiếp tục mua đơn lẻ tiếp. Còn hôm nay không thấy bà Thu Đỗ đâu, bà Thu Đỗ bà bảo là tôi tốn tiền với cô quá. Hôm nay nhận hơn đơn 1 triệu, chị ý mua trong vòng hơn 1 tháng gần 10 triệu tiền hàng, gần 10 triệu tiền hàng, không bao giờ. Ừ, chị Trần Cherry, ok. Yên tâm mọi người nhá, không bao giờ bốc phét, riêng em không được bốc phét, riêng khách xỉ lấy một lúc 20 triệu là chuyện bình thường. Mà xỉ không phải là xỉ, xỉ không phải là cái kiểu mà gọi là xỉ chốt mà xỉ giá đâu nhá, toàn xỉ lẻ thôi, chưa bao giờ nói điêu. Nên mọi người chia sẻ livestream cho em thật sự luôn, xỉ vào xem livestream của em còn bảo là chị Quỳnh ơi chị như thế chị giết em, chị giao cho em một cái giá như này mà chị còn bán dưới cả giá xỉ giao. Em nói thật mọi người luôn, sao hàng chị giao cho em còn không đẹp bằng hàng chị bán xỉ trên list. Em đấy lên nói thật nhá, không phải xỉ thì mọi người gọi nói thoải mái, nhưng mà đây là mọi người hiểu là em cực kỳ thích livestream cho mọi người như nào. Còn đây chị Xuân Ngô nhá, thế nên là mọi người hộ em với là chia sẻ livestream lên cho em để em bán cho mọi người rất là rẻ đây. Ví dụ như cái áo này cho mọi người luôn, vừa bán vừa tặng các chế này đây. Một cái áo này cho em có cả chữ thêu nhá. Cái áo này hàng Quảng Châu cho em này. Hàng gen cho em mà tặng cho em một cái này nữa này, vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Đây combo cho em hai cái, đúng là vừa bán vừa tặng các chế. Một áo này nữa. Màu này chị nào cũng thích luôn, hàng Quảng Châu cho em. Chứ không bao giờ nó đi, hôm nay combo cho em cho nhanh đi mà em bán combo là rất là rẻ luôn này. Tôi cũng mua chuẩn luôn chị Thu Trang Trung Nguyễn đây. Cái áo này cực kỳ xinh này, áo này cho em này, combo 2 áo 50.000 này, nhìn của em hàng Quảng Châu này. Cái áo này chị nào mua thì thích cực kỳ luôn, em bán là bán rẻ, tính ra là có 25.000 một cái. Bình thường người mua một cái áo này phải 180 này, mặc cái áo này mặc với chân váy hoặc quần bò nhá. Không xinh trả lại tiền cho em 3 sản phẩm thôi mới có 50.000. Vừa bán vừa tặng các chế luôn, 3 sản phẩm mới có 50.000, nhanh tay lên cho em. 3 sản phẩm mới có 50.000 nên các chế. 14 chốt 14 cho em này, 3 sản phẩm mới có 50.000, trời ơi. 3 cái luôn, cả một quay trắng cả một ấy luôn, 14 cho em này. 14 cho em 50k này, anh ơi lấy cọc cho em đi Tú. 14 cho em 50k này, Tú ơi. 14 cho em 50k này. Có chân váy chị Trần Yến Vi, rất nhiều chân váy, vừa nãy ai mà chưa lên chân váy thì quá là tiếc luôn. 14 nhanh tay cho em. Nhớ là chia sẻ lên cho em các chế, mà không chia sẻ lên cho em mà lượt view mà cứ bị giảm như này là ai ai?
Duyên Nguyễn á, má này xinh lắm luôn. Ai mà nhận cái hàng này cực kỳ thích luôn này. Ok hết cho em. Combo là vừa bán có tặng anh nó lên, em cái combo để hè đi vậy. Chứ hôm nay mà lên là tầm này thôi. Đây. Áo này chị nào thích chất mát thì về với đội của em, không bao giờ bán hàng vớ vẩn luôn. Cái áo này nhận cực kỳ xinh này. Mọi người nhìn của em cái chất mọi người đã biết là hàng xịn rồi này. Nhìn của em cái chất là biết là hàng nó cực kỳ mát, cực kỳ xịn luôn. Áo này cũng vừa bán nó tặng cho em này 35.000. Áo này không ai bán là em lấy về mặc mà các chế mà mặc trên lít là kệ các chế nhá. Đây, 35.000 cho em áo hàng hè luôn, vừa bán vừa tặng các chế luôn này. 35k cho em này. Trời ơi hàng đẹp lắm. Em bán may còn rớt nước mắt. Thực sự luôn, mã 15 cho em này, 35k này. Áo này rất là đẹp, chất cực kỳ phê luôn. 15 cho em 35k này. Ai mình nhận được áo này thích lắm luôn, có đúng một chiếc. Em giữ lại mặc từ đợt hè, còn hai chiếc em lấy hai chiếc em giữ một chiếc thôi. Mã 15 cho em này, 35k này. Nhanh tay chia sẻ lên cho em mới làm về tối qua. Ừ, Trần Yến Vi ơi khổ thân em, trưa nay em có việc nên là em không lên được. Nhanh tay cho em bán cả cái hàng hè cho em nhá. Ok sẽ lên chân vầy cho mọi người. Cực kỳ nhiều mã đẹp luôn, lên chia sẻ lại. Ok Lan Anh 2 cho em này, mã này mặc xinh lắm luôn. Ai mà mua hàng nha em biết cái nào em bảo chất đẹp lên cho em một set Quảng Châu nữa. Cái set Quảng Châu mã 15 cho em 35k đây, một set Quảng Châu nữa. Cái set này thì ưu tiên mất yêu là rộng hơn một tính cho em. Đây lên chân váy nữa cho em, toàn hàng cao cấp thôi. Mọi người chỉ việc chia sẻ cho em thôi, còn một việc đây, cái mã này hàng Quảng Châu cho em nữa này. Cái váy này nhá, mọi người sẽ được tặng kèm cho em một cái áo khoác ngoài. Áo khoác mỏng ở ngoài phê lắm luôn, được tặng kèm nhá. Cái set này được tặng kèm này. Đó, đó là hai sản phẩm cho em, vừa bán vừa tặng cái set này cho em này. Còn đúng bộ ít thôi đây. Cái size này em xem là có size rộng không? Đẹp lắm luôn mọi người nhá. Có size rộng cho em có nghĩa là có size cho các tình yêu này. Có size cho mọi người tầm khoảng đây, em bán lấy cho mọi người đây. Có 3 cái cái gì? Có 3 cái cho em đây, cái váy này mọi người rút dây, chất váy thô cho em nhá. Chất váy thô rút dây cho em này. Cực kỳ đẹp luôn đây, mọi người rút dây ở đây cho em. Váy thô rút dây được tặng kèm áo khoác trắng, combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em. Hai cái em lấy cho mọi người đúng cực kỳ rẻ luôn, 58.000 mã 16 cho em. Có hai sản phẩm từ tầm khoảng độ 50 cân dưới 50 cân và có ba sản phẩm là trên 50 cân. Mọi người nhá, có ba sản phẩm là trên 50 cân cho em, 58.000 này, riêng áo khoác này mã 16 cho em. Comment 16 kèm cân giúp em này. Ưu tiên các tình yêu này. Khoác mỏng thôi mọi người ơi, mã 16 chị Nguyễn Hồng Anh cho em, combo này đẹp lắm luôn, 58.000 16 cho em Nguyễn Hồng Anh này. 18 có ấy nhá mọi người này. 10 mã 18 cho em này, Nguyễn Hồng Anh thì đẹp xuất sắc luôn mọi người. Nguyễn Hồng Anh cho em này. 58.000 cho em mã 16, 16 cho em nhanh tay còn. Đẹp lắm luôn cái áo khoác của em này. Mọi người comment kèm cân giúp em, 58.000 chia sẻ livestream lên, mã này bán là lỗ luôn đây. Em mặc áo khoác cho mọi người xem. Xinh cực kỳ luôn, mã áo khoác này mọi người mặc nhá. 16 comment kèm cân giúp em, Hoài Thu Cẩm Phả có hàng này. 58.000 16 này, ok. 16 Hoài Thu Cẩm Phả comment kèm cân giúp em này. Cẩm Phả cho em này. 58.000 mã này mặc cực kỳ xinh luôn này. Ai? Ok chị Ngọc Dinh cho em nữa này. 18 Ngọc Dinh cho em này. 16 này Ngọc Dinh này, Hiền Hâm có hàng này. Và Phương Hồng có hàng cho em. 58.000 cho em này, ok. 18 xuất Phương Hồng cho em mã này mặc cực kỳ xinh luôn này. À Phương Hồng này, em ghi 18 mất rồi. 58.000 cho em này. Ok, mã 16 chốt cho em nữa một chiếc là hay à, một combo nữa hết này, xinh chưa? Nguyên cái áo này người mua ở ngoài đã 58.000 rồi, cái váy dây rút nhá, cực kỳ phê luôn, hết cho em mã này. Cái gì? Phương Hồng với ai? Phương Hồng với cả Hiền Hâm, hết cho em, cực kỳ xinh luôn, hết cho em mã này. Nhớ là chia sẻ mạnh tay lên cho em, vừa bán vừa tặng các chế mà lượt view và cứ nghĩ này là thôi đấy, là dừng list là không bán xác gì đâu. Buồn lắm. Hai vừa nãy là 15 bao tiền đấy. 15 35. 16 này, Hiền Hâm này. Trời ơi, có 58.000 một combo, quá rẻ hàng Quảng Châu, lên cho em chân váy đỏ này đi. Chân váy đỏ này cũng vừa bán vừa tặng các chế luôn này, chân váy mà người mặc cực kỳ xinh luôn này. Đây, hàng dày cộp chưa. Chân váy này các chế mà không ưng là em hơn có chế luôn đấy. Chân váy cực đẹp luôn vì nó là size, có size này. Trời ơi, đẹp lắm, chân váy này, quá xuất sắc luôn, nhìn của em này. Chân váy này em bảo rồi mà, hứa cho mọi người là có chân váy là có chân váy. Chân váy này chân váy dài cho em. Thực sự nếu như mọi người mua một cái chân váy dài ở ngoài, chân váy cúc như thế này, nó phải rơi vào tầm khoảng độ 250-300.000 của em này. Cái chân váy này nó là chân váy dài, nhìn của em này, đẹp xuất sắc luôn, màu của nó quá là siêu phẩm, nhìn này. Nhìn mát này, khỏi phải giới thiệu nhé, chân váy này chia sẻ lên cho em chưa các chế. Nhưng mà nó có size tầm khoảng từ 49 cân, 48 cân chỉ là bụng to, 48 cân đến 52 cân cho em. Chân váy này quá xuất sắc, chân váy cúc bấm này. Bên trong hàng lớp lót của nó hàng dài này. Mã này mọi người mặc mã 17 cho em. Từ tầm 48k đến 52k. 48 cân đến 52 cân. Mã này chia sẻ lên cho em bán một cái giá mọi người không tưởng luôn này. Cực kỳ đẹp luôn này. Mã này em nói thật mọi người luôn, các chế mà mua cái chân váy này nhá, không 48 cân không vừa mã này đâu. Chân váy này các chế tầm khoảng độ 50-55 cân cho em. 50-55 cân cho em này, chân váy đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn này. Siêu phẩm luôn, cái chân váy này phải gọi là siêu phẩm luôn, nhìn của em cái chất này. Vừa bán vừa tặng cho em mã 17 cho em, 50 đến tầm khoảng độ 55 cân là ok cho em. Mã 17 cho em này, mua tặng cái chân váy này, em nói thật mọi người, mua tặng cô giáo thôi cũng được.
mọi người cứ yên tâm đi, bán lại em bảo đẹp mà đem đi tặng ấy thì mọi người mua tặng cô giáo quá là nhanh luôn, nhanh tay cho em này, cực kỳ đẹp. Ok, tuyết phương một cái này 49.000 mọi người nhá, 1749k cho em quay, 1749k cho em này. Tuyết phương có số, tuyết phương có đơn cho em này, tuyết phương cho em này, 1749k cho em, 49.000. Em nói thật, chân váy này mọi người đem đi tặng cô giáo, nếu như mọi người nhận mà xấu ai 17 mini Nguyễn cho em này, 50-52 cân nhá, mã đẹp lắm luôn này, mini Nguyễn cho em này, 49.000. Ok, 17 chị Thu Trang Trương Nguyễn, em thề mã này mọi người đem đi tặng cô giáo mà không đẹp em trả lại luôn. 17 chốt cho em này, là Thu Trang Trương Nguyễn đem đi tặng cô giáo, nhanh tay nhanh tay ạ. Thu Trang Trương Nguyễn đây, em cho mọi người xem cái chân váy lại kỹ luôn này, 49.000. Ok, 17 chị Nhung cho em này, đẹp lắm luôn đây, cái chân váy em thề mọi người đem đi tặng cô giáo mê luôn đây, em mọi người nhìn nhá, đây này cực kỳ đẹp luôn này. 17 chị Nhung này, em nói thật mà đem đi tặng cô giáo không ai nghĩ là 49.000 luôn ạ. 17 chị Linh Hồng cho em này, 17 này, Linh Hồng này, đem đi tặng cô giáo các chế, Linh Hồng cho em này. Cô giáo tưởng là mua chân váy đâu 200-300, không, em nói thật mà, em bảo rồi, cái mã nào phải thực sự tự tin, bởi vì mọi người là ok chị Nhung hai chiếc này, 17 chị Nhung hai chiếc này, đẹp lắm luôn ạ. 17 chị Nhung này, 49.000 là vừa bán vừa tặng này, 49.000 cho em. 17 Kiều Giang cho em này, đẹp lắm luôn này, 17 Kiều Giang cho em này, nhớ là mua đi tặng cô giáo thoải mái nhá, Kiều Giang cho em này, 49.000 này. 17 chị Thu Đỗ, chị Thu Đỗ ơi, nhanh tay, còn đúng một chiếc nữa này, đây 17 chị Thu Đỗ cho em. Ok, 49.000, mã này đúng là bán lỗ thật sự luôn, chân váy nặng như này, riêng tiền cân của em về đây em cho mọi người xem cái chất này. Để tại sao em bảo mọi người là mọi người đi tặng cô giáo được này, nhìn của em này, đứng cực kỳ xịn luôn. 17 còn một chiếc duy nhất cho em. Cứ chia sẻ nhưng nói thật ít người xem còn mua được. Này nhá bà Nguyễn Hồng Anh, tại sao chị lại như thế? Trời ơi, em bán rẻ thì mọi người phải. Đúng rồi. Nếu như bây giờ nhá, ví dụ như em bây giờ em lên cọc cho mọi người rồi, nếu mà mẫu lẻ thì không sao, nhưng mọi người chia sẻ lên cho em ví dụ như một cọc như này. Ví dụ như nhá. Ok chị Nguyễn Hằng à? Nguyễn Hằng cho em này. Đây, mua cái này mà mọi người mua tặng chân cô giáo chân váy này. Nó là hàng xịn ấy mọi người, đây này, mác xịn luôn này. Thực sự ai mà lấy được cái chân váy hôm nay quá xuất sắc nhá. Không ai bán cái chân váy này 49.000 đâu ạ. Cực kỳ đẹp luôn này. Ngoài màu của nó mà không đẹp em trả cho các chế luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Nguyễn Hằng xin số cho anh nhé. Nguyễn Hằng xin số cho em. Đây là nhá, tại sao em lại cần mọi người chia sẻ. Mọi người chỉ cần chia sẻ thôi, bởi vì sao? Chỉ cần chia sẻ được giá rẻ. Nếu như hôm nào mà vắng người xem nói thật đấy, đấy là em nói thật luôn chứ không, đó là tâm sự thật với các chị, chứ không phải là kiểu là gọi là buôn bán mà buôn gọi là buôn đầu bán đấu, không bao giờ chuyện đến mã bao nhiêu. 17 Nguyễn Hằng đúng không? Nguyễn Hằng với Tuyết Phương số điện thoại cho em 49.000 này. Đó là tâm sự thật với các chị, bởi vì sao? Nếu như mọi người mà chia sẻ nhiều cho em, ví dụ như một cọc như này, bình thường cái giá để mà em bán được lãi, ví dụ như em bán ví dụ như tầm khoảng 10 chị mua thôi, em chỉ cần mỗi chị lãi 5.000 thôi là em có 50.000 rồi, đúng không? Một mã 10 chị mua một cái em chỉ lãi 50.000 thôi, một cái chỉ lãi cần lãi 5.000 thôi là em có 50.000 rồi. Nhưng nếu như ít người xem, tầm em bán được 2-3 chiếc thì em phải lãi cộng vào mỗi, ví dụ như là 2-3 người mua thì mỗi cái phải hơn 10.000 em mới có lãi, đúng mọi người? Nên là các chị yên tâm đi, càng chia sẻ nhiều càng đông người xem bán càng rẻ cho các chế luôn. Đây một cái mã nữa này, cái mã này còn sót một ít này, đồ đẹp lắm luôn, cọc này còn sót. Vừa anh lên cái áo khoác này là hot hit luôn, mua cho các tình yêu nhá, à mấy cho các tình yêu này. Đây áo này đúng là thực sự là em bán vừa bán vừa tặng này. Màu tím rất xinh luôn. Một ngày hôm nay nói thật mọi người luôn là em không bao giờ em gọi là em phải nói là không bao giờ em dám giấu giếm gì cái áo này cả. Áo này chất len cực kỳ mịn này, ai mua rồi của em thì biết này. Cũng áo này thực sự là còn đúng mấy chiếc em bán cho người, 55.000 một cái áo này, chất rất đẹp luôn này, màu tím cho em nhá, 55k cho em, comment của em mã 18 này. Cái mã này mọi người nhận chất không đẹp trả lại cho em ngay lập tức luôn, chất cực kỳ phê luôn. Cái này mọi người có thể quấn khăn, cái lỗ này mọi người có thể quấn khăn. 55.000 cho em mã bao nhiêu đây anh? 18 cho em, cho các tình yêu luôn. Mã này mặc với chân váy cực kỳ xinh nhá, 55k cho em mã này, màu tím khoai môn này, mặc cực kỳ đẹp luôn này. Ai đã mua của em rồi biết, mã này em còn đúng bộ mấy chiếc thôi, anh đưa cho em này, 55.000 này, xinh cực kỳ luôn. Đúng là em không có lãi mã này luôn, ngay trước mọi người đã biết rồi, em nhập cũng rất là cao, không bao giờ nhập đắt luôn. Mã 18 cho em, 55.000 một cái áo len. Ok, nhanh tay cho em, mã này mặc xinh lắm luôn, cực kỳ mịn luôn này. 18 chốt cho em này, 18 chốt cho em này, Trần Cherry này. Ok, nhanh tay cho em nhá, 58.000 thôi, quá rẻ luôn, à 55.000 thôi, đúng rồi, bán vừa bán vừa tặng luôn. 18 nhanh tay cho em, ai mà mua mã 18 này rồi thì biết này, 18 chốt cho em. Các tình yêu nhớ là chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em nhá. Mọi người chia sẻ hộ em với Thanh Vũ 18 Thanh Vũ cho em này. Thanh Vũ cho em này. 55.000 thôi, 55.000 cho em này. Còn đúng mấy chiếc nữa chia sẻ lên cho em. 18 chốt cho em này, 55.000 này, mã này xinh lắm luôn, mặc với chân váy thì cực kỳ phê. Trang heo cho em này. Ok, 18 Thoa Ngô ơi, Thoa Ngô một lần xả đơn nhá, không chốt cho Thoa Ngô nữa nhá. Thoa Ngô là một lần có xả đơn nhà em nhá. 18 này chốt cho em này. Cực kỳ đẹp luôn này. Không liên lạc được, nhắn tin. Hùng Minh Lê này. Hùng Trang Minh Lê này chưa? Rồi 55.000 cho em, ok. 18 chốt Tiểu Quyên cho em. Hùng Minh Lê số 18 chốt Tiểu Quyên cho em này.
18 tiểu quyên cho em này. 18 tiểu quyên cho em này. Ok, lên thêm một cái mã áo khoác này thì ai cũng mua, cũng của em nhà cũng biết rồi. Áo khoác 18 tiểu quyên cho em hết này. Từ 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 đã. Tiểu quyên cho em này. 55.000 cho em này. Bạn báo cái cân nặng nó đi. Ok, em hiện tại bây giờ cân nặng của em đang là 55 cân nhá các chế. Cân nặng hiện tại của em là 55 cân. Mọi người không tin em chụp cho mọi người xem, nhìn người em nhỏ bé thôi, nhưng em mà vạch bụng thần trưởng của em ra thì cũng xin là hết hồn. Nên là em mặc cái này mọi người nhìn không? Cực kỳ che luôn. Em ai đã mua cái chân váy này lên tiếng của em ạ? Cái chân váy cúc này, bên trong cái màu này ai đã mua lên tiếng của em ạ? Chân váy này em bán rất nhiều này. Bán rất nhiều rồi, chị nào đã mua của em rồi lên tiếng cho em ấy không, các chị lại bảo em nói điêu. Con này nhìn thế mà điêu, bảo là bán nhưng mà chưa bán, thực ra rất là gầy, giảm cân xong gầy kỳ luôn. Nơi em khoác này còn mấy chiếc này, đúng thực sự là khoác này hết sạch đúng không? Má này còn thực sự là đúng là còn 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 nhìn của em này. Còn đúng 5 chiếc là hết sạch cho em. Má này bán cho em là 95.000, không thể giảm được, cái này nhập rất là cao. Gọi là bán là còn lấy cái giá đi lại nó có thế rồi đấy. Chứ còn má này á, nó thật luôn mọi người, chất phê luôn. Riêng áo khoác này nhá. Riêng áo khoác này phê cực kỳ luôn, nhìn của em chất này. Má này mọi người mặc như em, mặc với cái chân váy mùa đông mọi người mặc như em nhá. Tầm mùa này mọi người mặc cho em một cái áo bra như thế này. Mọi người mặc chân váy cặp cao, sau đó mọi người mặc lên như này. Em nói thật mọi người nhìn này, nhìn của em cái chất áo len này. Dày kinh khủng luôn, má bao nhiêu đây ạ? Má bao nhiêu đây? Mã 20 cho em, vừa bán vừa tặng cho em 95.000 này. Má này không ai bán cho mọi người 95.000 đâu ạ. Phê cực kỳ luôn này, mã 20 này. Xinh dã man luôn, 20 mặc như này cho em luôn. Ngất ngây luôn cả tây luôn, nói thật mọi người. Mã 20 cho em 95.000 này, nhìn của em túi này. Xinh lắm luôn, 20 cho em. 20 cho em, nhanh tay ngay thì còn đúng 5 chiếc là hết. Mã 20 cho em này, đẹp xuất sắc luôn này. 20 nhanh tay cho em này. 20 cho em, ai lấy đây? Mã 20 cho em, đúng rồi, chuẩn luôn. Tuấn Muki 50.000 chân vài đẹp, chuẩn luôn đây, khách mua hàng đây. 20 cho em 95.000 này, ok chị Nhung này, nhanh tay chốt cho em. Ok này, 20 Trịnh Phượng, combo này mặc quá xinh luôn này. 20 Trịnh Phượng này, 20 Phạm Dung này. Chính Phượng cho em này, 95.000 cho em này. 20 chốt cho em. Ok chị Thanh Huyền Nguyễn, tí nữa em còn xem có không nhá. 20 chốt cho em này, 95.000 này. Cực kỳ thích luôn nhá, 20 nhanh tay cho em, còn đúng mấy chiếc thôi. 20 cho em này, chị Phạm Dung này, Phạm Dung đây ạ. Phạm Dung một cái cho em này, 95.000 này. Nhà em đi đơn từ 2 sản phẩm nhá, quá xinh luôn này. 95.000 này, 20 chốt Tuyết Nguyễn cho em này. Còn đúng một chiếc nữa là hết này. Tuyết Nguyễn này, xuất sắc luôn này. Tuyết Nguyễn cho em này, là 95.000 Phan Minh Phương mua nhà mình chơi nhỉ. 20 ok chị Thiên Hương cho em dồn này, má này hết cho em nhá. Cực kỳ xuất sắc luôn, chuẩn luôn. Khách mà mua cái chân váy này rồi thì biết này, chuẩn luôn này, 50k. Đẹp vãi đây, chị Tú Muki mua rồi đây, nhiều khách mua rồi lắm. 20 Thiên Hương hết cho em, không phải bà em nói điêu. Tuyết Nguyễn xin lại số nhá, Phạm Dương xin lại số cho anh này. 20 cho em. Vừa bán vừa tặng các chế đấy anh ơi. Đẹp xuất sắc đây. 20 chốt cho em chị Thiên Hương là hết này. Đẹp lắm, nhớ là chia sẻ lên, nhiệt tình lên cho em. Các tình yêu eo ơi, thề luôn. Mọi người có xem cái live stream mà kiểu như bán số em thật. Bây giờ em live stream kiểu này em ngồi em quen rồi. Mà tự nhiên bây giờ mọi người hiểu không? Em thực sự là em live stream thì cũng có chơi mini game với mọi người từ trước. Trước kia thì cũng có chơi mini game, nhưng mà chỉ chơi vui vui thôi. Mấy chị em kiểu như chơi với nhau thôi. Nhưng mà có những chị em thật sự không phải là em phỉ bán em như là em, nhưng mà em xem em đến em cũng một cười. Mệt dã man chân váy em mặc, em biết ngay em mặc kiểu gì nó cũng sẽ hot. Lúc bán 50k thì các chị không mua, để em xả khốn xả khổ. Bây giờ em mặc ra thì các chị hỏi em, khổ thân em. Ai đã mua cái chân váy này thì biết, bán đúng thực sự là xả lỗ luôn là 50.000 cái chân váy này. Lúc mặc không, lúc bán không ai mua. Khổ thân em, cho chị cái chân váy em đang mặc khổ thân em, đừng đòi em hết sạch rồi. Đấy cái đời em nó khổ thế đấy các chế, bán không ai mua. Tuyết Nguyễn thì số điện thoại cho em để em kể cho các chị em nào. Mọi người có biết cái đoán chưa không nào? Lên em thế luôn. Giống cơ trưởng ấy mọi người, cực kỳ buồn cười luôn. Đúng rồi, đường gì là còn có cái ông cầm bảng đằng sau ấy. Nào, đường gì nào, đường tình không phải. Em thề luôn, xem cái đấy buồn cười cực kỳ. Nhưng mà nếu mà để mà nói, để cho em xem cái đấy chắc em chết mất. Trần Võ Sapa có như đấy, Trần Võ Sapa nó lên cho em một mã nữa. Cái mã này là màu xám này. Em ơi, hôm trước mai chị inbox chốt cho em mã này mà chị cũng không tìm đến đâu. Hôm nay lại tìm ra cái mã này, nhìn của em này. Cực kỳ xinh, mã này mọi người mặc như em thôi nhá. Hoặc là chị nào mà thích baby một tí, mọi người có thể mặc bên trong cái áo len. Bởi vì nó là co giãn nhá. Nó là co giãn nha mọi người, thế nên là mọi người có thể mặc bên trong một cái áo len cao cổ, nó giống như một cái yếm len ấy, mình như hay nó gọi là di lê len ấy mọi người, cực kỳ đẹp này. Mã này em đã bảo là xả, hôm nay là xả cho em giá duy nhất 40.000 cho em này. Chuẩn luôn đấy, 40.000 cho em, nhanh tay thì còn 40.000 cho em, đúng là vừa bán vừa tặng các tình yêu. Nhớ em mã này chia sẻ cho em, đúng là bán lỗ luôn. Ai đã mua hàng của em thì biết này, màu xám cực kỳ đẹp này, riêng chất len em đảm bảo cho các chế luôn 40.000 nhá. Nhớ em mọi người mặc như này với chân váy cũng xinh này. Đó, 40k cho em, 40k cho em mà nhanh tay thì có
yếm len nhá, chất thì quá phê rồi. Mã này mã bao nhiêu đấy, 21 đúng không? 21 cho em 40k này, mặc cực kỳ đẹp mọi người, mặc cho em bên trong là cái ấy cũng được nhá. 21 40k cho em này, phê cực kỳ luôn này. Còn đúng mấy chiếc? Đúng là vừa bán vừa tặng các chế luôn đấy. Mã này hết rồi, hình như là hết sạch rồi đấy. 21 mini nguyễn len này, chất này các chế không ưng là trả lại cho em luôn đấy. Chất len thích lắm luôn này. Lên chân váy cho em nhá, chia sẻ nhiệt tình lên ok này. 21 này, mini nguyễn này, 21 mít ướt này, màu xám đến tây cực kỳ luôn này. 21 này, ok. Nhanh tay chia sẻ cho em nha. Mini Nguyễn cho em này, ok ạ. 40k, ok này. 21 mít ướt này, buồn cười dã man luôn, mít ướt cho em này. Ok, 40k này. 21 tiểu khuyên cho em, lên nhanh tay cho em này. Tiểu khuyên cho em, đẹp lắm, cái mã này cực kỳ xinh luôn này. 40.000 này. Vừa bán vừa tặng các chế gì lên đấy, không bao giờ có cái giá này mọi người nhá. Nhanh tay lên cho em này, 21 Tuyết Nguyễn dồn đơn này. Đẹp xuất sắc các tình yêu ơi, Tuyết Nguyễn cho em. 40.000 một cái gì lên ạ. 21 Ngọc Dinh ạ. Ngọc Dinh cho em ạ. Ok ạ, 40k, ok ạ. 21 Châu Lê Hải cho em, ai đã mua cái này rồi? Ồ, chuẩn luôn đấy, chất hơn nó cất chuẩn, chị Đặng thì như Quỳnh. 21 Châu Lê Hải này. 40.000 cho em này, ok này. 21 chốt cho em này. Ngọc Dinh có hàng rồi, Oanh Thỏ ơi, 21 Nhật Xù cho em. Nhanh tay cho em này, 40k, 21 2 cái, trời ơi đẹp xuất sắc. 21 chốt Nhật Xù 2 cái này, Nhật Xù này. 40.000 này. 21 này, giấm gì đây ạ, giấm ớt ạ. Giấm ớt cho em này, 40.000 này ok ạ. 21 Phạm Thanh này. Phạm Thanh cho em 40.000 này ok này. 21 Huyền Nguyễn hết sạch luôn này. Lên chân váy cho em, mắt này mặc cực kỳ xinh luôn này. Chị có 3 cái áo như này luôn, chuẩn luôn chị ấy. Mắt này mặc xinh không, mà ai đã biết áo này giá em bán nhưng mà không biết này. 21 người cuối cùng cho em là hết này. Đẹp xuất sắc, nhớ là chia sẻ lên cho em quá chế. Mọi người nhìn em mặc bộ này gầy không? Thực sự luôn đấy, mặc rất là xinh cái này, mã này ai mà mặc. Giờ mớt xin số điện thoại cho em Phạm Thanh. Phạm Thanh là Facebook mới mà, Phạm Thanh là đơn có rồi mà. Mô yếm ý. 21 là người cuối cùng là Huê Nguyễn à? 21 này, Huê Nguyễn cho em này. Ok cho em 40.000 nhá, hết cho em mã này. Lên chân váy luôn cho em, cũng bán sale anh đưa cọc trên váy. Chân váy này xinh lắm luôn. Riêng bán cho mọi người còn rẻ hơn cả bán với xỉ. Nhìn cọc chân váy Quảng Châu này. Hàng ai bán thiếu đây, lại giao thiếu cho khách. Em thật mọi người luôn, không phải kể nhá, hôm nay có một cái bạn hôm nay chắc bạn đi học cả ngày, bạn ấy không xem livestream được của em. Thực sự là để mà nói kể mà khách nhà em ấy, em không bao giờ em dám khoe với mọi người là khách nhà em bao nhiêu đâu, chỉ sợ bị cướp mất khách thôi, khoe là sợ luôn đấy. Buồn cười, khách mua hàng hơn 1 triệu tiền hàng thì chuyển, gần 1 triệu tiền hàng thì chuyển trước cho em. Lúc sau, ơi chị ơi sao của em ít thế? Em nhớ của em là phải có 16, 17 cái cơ mà sao của em gần 1 triệu. Em thề luôn, cái bà gì nhờ, Thúy Hồng nhờ. Đây, cái chân váy này đẹp lắm luôn này. Màu này á, mặc với cả ấy thì cực kỳ xinh luôn. Trời ơi, cái chân váy này phải gọi là cực kỳ độc. Màu này xinh dã man này, mọi người mặc cho em cái sơ mi nhá, thì gọi là siêu phẩm luôn này. Chân váy này hàng Quảng Châu cho em, mặc với sơ mi cực kỳ siêu phẩm. Anh xem size của em cả. Anh xem size cho em, nhìn hàng Quảng Châu, quần chuẩn đét cho em luôn này. Mã này cũng vừa bán vừa tặng, anh xem size cho em cái chú. Anh xem size cho em. Tú xem size cho em, mã này mặc xinh lắm luôn này. Cực kỳ đẹp, mã này mọi người mặc với sơ mi cho em, mặc với áo phông thì siêu phẩm luôn. Chân cherry và ship vào túi đen, hàng thì đẹp mà hôm nay ship hàng vào túi đen rách tả tơi như túi rác vậy bà này. Vãi. Thế từ sau không ship túi đen nữa đây. Ừ. Cái mã này xinh cho anh nhìn này. Chân váy này mặc quá đẹp luôn này các chế. Màu cực kỳ lạ luôn, chân váy này phải gọi là mọi người ra shop lúc nào 400 luôn. Em nói thật mọi người ra IV mua này. Xinh xuất sắc luôn này. Xem có size bao nhiêu đây ạ? Cái size của em. Thế à. Lên anh tìm ấy size cho em xem size bao nhiêu của em cái. Chân váy này mọi người size cùng với em mặc thì phê luôn. Eo luôn. Mọi người nhá, chân váy này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Vừa bán vừa tặng cho em mã này, mọi người chia sẻ lên cho em nhìn hàng Quảng Châu này, dày như thế này. Cực đẹp. Ồ sụp ô cái chân váy đi khỏi nói nhìn này, xinh lắm luôn. Mọi người tầm khoảng từ 50 cân đến 53 cân, 54 cân mặc ok, 50 em đang 55 cân thì mặc cho em 55 cân. Từ tầm khoảng không rộng lắm đâu mọi người, bụng này nó cũng bình thường nhá, không bị rộng quá đâu. Nói chung mọi người cứ trung bình tầm khoảng 50 cân đến tầm khoảng 53 55 cân mặc ok cho em. Mặc đẹp nhất cho em từ khoảng 52 cân đến 55 cân cho em mã này. Vừa bán vừa tặng cho em mã này 45.000, không bao giờ có cái giá này. Nhìn em bên trong lớp lót này, chân váy này ai mà mua được thì gọi là 45.000 cho em. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Mã này mọi người phải chia sẻ lên cho em xem bao nhiêu là chia sẻ rồi tú. Mã này mọi người mà không chia sẻ là nhìn này xinh không? Chân váy mặc với sơ mi cực kỳ đẹp, 45.000 cho em mã bao nhiêu đây ạ? Chân váy đúng không? Hết đất với các chế luôn. Mã này bao nhiêu? 45.000, chị Huê Nguyễn xin số điện thoại cho em. Chân váy xinh chưa? Mặc cái này mặc với sơ mi thì gọi là mất nấc luôn. 45.000 một cái chân váy, mã bao nhiêu đây ạ? Hai mấy đấy? Chị Thiên Hương mặc được, chị Thiên Hương mặc size của em đi. Thiên Hương em chỉ có đang có size của em đấy ạ. 45.000 cho em này. Mã bao nhiêu? 22, 45 này, ok, 55 cân vừa mã này, 22 chốt cho em chị Dương Nguyên, đẹp xuất sắc. Dương Nguyên cho em này, 45.000 chân váy này không mua hơi phí luôn. 22 Huê Nguyễn chắc chắn mua hàng, chốt cho em nhà Huê Nguyễn cho em. Huê Nguyễn xin số điện thoại cho em, 45.000 này, cho số nhá, không em trả đơn nhá, nhìn của em này, mác này.
Mác siêu phẩm luôn này, Tuyết Nguyễn luôn này, 45.000 trời ơi, 22 này. Tuyết Nguyễn cho em. Bảo rồi chưa bao giờ bán giá rẻ như này này. Ok này, 22 chốt cho em là Hà Trang. 22 Hà Trang này. Hà Trang cho em 45.000 này, ai? 22 Ngọc Dinh này. Một người cuối cùng là ai? Ngọc Dinh cho em này. 45.000 này cho em này, 22 chị Thiên Hương đi. Hết sạch rồi đấy. Tình thương trên váy này mặc. Chưa chưa ghi Thiên Hương xuất sắc luôn, cái váy này đẹp quá. Vừa bán vừa tặng cái chế này, nhìn cái váy này xinh không? Cực kỳ đẹp, mã này váy này mọi người chỉ mặc với sơ mi cho em là đẹp này. Xinh cực kỳ váy này, eo ơi, các chị nhận thì mê luôn. Cái chân váy này mặc với sơ mi đi với giày cao gót nhở, thì gọi là mặc gọi là siêu sang chảnh luôn đấy. Đây, hết cho em. Đây, hết cho em cái này 45.000 là vừa bán vừa tặng các chế đấy. Hôm nay mọi người thấy em gầy gầy xinh xinh không? Khổ thân em nói thật mọi người luôn. Em gọi là khổ cực cam lai mẹ em thật. Có những người đúng là bây giờ mới hiểu nỗi khổ. Có những người ăn mãi không béo, nhưng cái em hít khí rời cũng béo với thật mọi người luôn. Không phải nhá, bởi vì sao? Cái dạng người của em là em thèm ăn đồ kiểu như đồ nướng ấy, với đồ lẩu ấy, không biết mọi người như nào. Nhưng mà nhá, có nghĩa là em thèm đến mức như này này. Em ăn cơm, nhưng em ăn cơm no rồi nhá. Ví dụ như buổi tối tầm khoảng 8 giờ mà hay ăn cơm, 7-8 giờ mà hay ăn cơm, đúng, em ăn cơm no rồi. Nhưng mà em thèm, mình gọi là bị cái hội chứng thèm thịt nướng ấy. Em có thể 11-12 giờ em có thể ra ngoài em ăn nướng bơ. Em nói thật người luôn, trong suốt một tuần như thế, lúc nào cũng thế, em bị hội chứng, nhiều bị hội chứng thèm. Em có thể ăn cơm no rồi nhưng em vẫn thèm thịt nướng. Nên là em béo như một con lợn. Mọi người mà nhìn bụng em có thể là cái xương của em, bởi vì cái xương của nhà em theo gen là xương của nhà em nó khung xương nó nhỏ của em thấp mà. Lúc là lúc em về mà cái chân váy trời ơi Quân Thảo Tú ơi bán rồi. Bán cái chân váy em mặc rồi. Đấy. Cái này hết sạch luôn, 22 Thiên Hương rồi hết này. Đấy, nên là lên cọc tiếp cho em đi Tú. Cái cọc ở trong bên trong cái lô 800 ấy. Thiên Hương cho em này, 45.000 này, đúng không? Vừa bán vừa tặng luôn đấy. 22 hết cho em rồi. Thế nên là mọi người hiểu là tại sao mà đây lên cái váy lên hàng xuất cho em này, lên hàng xịn cho em này, cái này cũng xả hết cho em luôn. Xả hết để chuẩn bị đón lô Tết cho các chế. Xả hết cho em để chuẩn bị xăm hàng đón lô Tết cho em. Đây này, đây nhá, váy len xả cho em này. Ôi, nhiều váy len đẹp thế này. Cái này là váy bán Tết đấy ông nội. Sao lấy thế này, váy bán Tết của tôi đấy. Đây, trời ơi, đẹp lắm này. Toàn hàng cao cấp thôi, váy len này, váy len bán Tết đấy ông nội. Đồ đã, thì nó sẽ bán váy cho mọi người đã lấy, nó lấy xuống rồi, đẹp chưa. Ôi trời ơi, đẹp thế này. Đẹp xuất sắc này. Từ nhá, cẩn thận này, cẩn thận nhá. Vừa bán vừa tặng cho em mọi người. Nên là khổ thân em lắm luôn. Thực sự đấy, em rất khổ. Em khổ lắm, có những người ôi đẹp chưa này. Váy đá nguyên si này. Váy đá cho em này. Cái này là cái váy đá cổ cao này. Cái cổ này mọi người bẻ ra rất xinh nhá. Đó, người mặc như này, cổ này mặc lên form thì gọi là cực kỳ phê luôn ấy. Đây, váy đá này nhiều váy xinh lắm này. Không, mọi người nhá, đợi tí nữa thì em bán cho mọi người đã từ bây giờ. Đây. Rồi ok ok, bán cọc trước nhá. Bán cho em một cái mẫu này rất là xinh này. Cái mẫu này có 3 chiếc này. Mẫu này có 3 chiếc cho em này. Rồi sẽ bán mẫu lẻ cho mọi người 4 chiếc. 4 chiếc cho em. Rồi sẽ bán mẫu lẻ cho mọi người chia sẻ lên cho em nhá. Đây, hôm nay gió mùa về đúng không? Bán hết cho mọi người một cái giá để em chuẩn bị lấy hàng bán Tết cho các chế này. Một cái váy len này. Cái váy len này rất là xinh nhá. À cái áo, cái váy len này mọi người mặc quần legging cho em cực kỳ dày này. Cái váy này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Cực kỳ đẹp, vừa bán vừa tặng cho em cái váy len này. Đúng là em nói thật mọi người, 79.000 luôn, chất cực kỳ dày. Duy nhất một ngày hôm nay cho em mã này, mã 23 cho em 79.000 này. Mã comment của em mã 23 cho em 79.000, rất là đẹp, áo len dày này. Có đúng 4 chiếc thôi, vừa bán vừa tặng cho em, không bao giờ có cái giá này. 23 cho em này, Nguyễn Hồng Anh này, 79.000, trời ơi. Mọi người nhận phê luôn, 79.000 này. 79.000 cho em nhanh tay thì còn, 23 rất là dày luôn này, 79.000 cho em, nhanh tay thì còn này. 79k cho em này, bán quá rẻ luôn này. Nhanh tay cho em các chế, 79.000 cho em. Em là cao cũng 1m6 thôi, em thấp cực kỳ luôn ấy. 79.000 cho em, chia sẻ nhanh tay để áo len em mặc cho mọi người nhá. Áo dạ hoa bồ công anh đi rồi nhá. Áo dạ hoa bồ công anh đi rồi tình yêu ơi. Đây mặc cho mọi người áo len này mặc phê luôn, mọi người mặc cái quần dạ rất là xinh nhá. Cái kiểu cúc của nó cực kỳ đẹp này. Cái mã này ngoài mọi người sẽ ok này, 23 chốt Mỹ Linh này. Mỹ Linh cho em, chắc chắn mua hàng chốt cho em này, Mỹ Linh cho em. 23 còn đúng 4 chiếc tình yêu, nhanh tay cho em này. Mã này mặc với cả quần dạ rất là xinh nhá. Đây, cực kỳ đẹp. Còi 23 này. 23 giang còi cho em. Giang còi xin lại số cho anh này. 23 giang còi cho em này. Hoặc là inbox địa chỉ điện thoại lại đi. Giang còi cho em này. 79.000 đúng là vừa bán vừa tặng cái lô này cho mọi người luôn, nhập rất là cao luôn này. 23 nhanh tay cho em này. Phan Mai Phương có hàng hết. 23 Phan Mai Phương cho em hết hàng. Ở chỗ Nguyễn Hồng Anh có lấy 23 thôi. 23 Nguyễn Hồng Anh nhá. Thế là bà comment 23. 23 chốt cho em này, Phan Mai Phương này, còn một chiếc nữa này. Đó này đẹp lắm chị Nguyễn Hồng Anh. Phan Mai Phương áo này cực kỳ dày luôn, kiểu gì bé gái ấy, chị cũng thích. Cho chị suy nghĩ lại.
Chị tưởng màu đen. Chị chờ Nguyễn Hồng Anh kiểu gì bé nhá. Chị cũng thích cho chị suy nghĩ lại. Bé nhá, chị mặc vừa bữa này. Giang còi xin lại số. Giang còi xin số thoại cho em này. Đây anh lên cho em mấy cái khoác kia đi. Cái khoác vàng hoặc là cái áo vàng ở đây. Cái áo vàng là cái gì đấy? Khoác à? Cái này là khoác cho em. Một cái khoác, chắc là khoác rất xinh. Cho chị xem mẫu cái choàng thu cầm vải 2-3 cho chị ấy xem lại đấy chị tình yêu. Đây, ôi khoác này xinh đấy. Khoác màu vàng cho em này. Trời ơi khoác này siêu xinh luôn đấy. Mọi người ạ, khoác màu vàng cho em nhá, màu vàng rất là xinh này. 23 Phan Mai Phương có rồi nhá. Khoác này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Để 23 cho Thanh Vũ đi được không? Ok, 23 chốt cho Thanh Vũ nhá. Đây, một mã khoác cardigan cho em cực kỳ xinh này. Mã này mọi người có thể đóng cúc như này nhá. Đó tùy mọi người này. Xong mọi người bẻ cúc ra cho em. Mọi người có thể bẻ cúc ra cho anh bẻ cúc của em này. Mã này cực kỳ xinh này, cũng vừa bán được tặng cho em luôn này. Rất là đẹp nhá, mọi người có thể đóng cúc như này. Nhưng theo em thì khoác nó sẽ đẹp hơn nhá mọi người. Chất len rất là ok luôn, mã này cũng vừa bán được tặng cho em. Đúng thực sự là lỗ luôn mọi người, 75.000 là lỗ luôn này. Khoác là 75.000 cho em mọi người nhá. Mã này mã bao nhiêu đây anh? Ừ, mã... hàng đẹp luôn này, hàng len đẹp luôn cho em này. Có mấy chiếc thôi. Mai tư chốt cho em này, là Thanh Vũ đúng không? Thanh Vũ cho em này. 70 chưa? 70 mấy nghìn đấy. Mai của ai đây? Trời ơi, bà Nguyễn Hồng Anh. Ok, nhanh tay cho em 24 rất đẹp luôn mọi người nha. 75.000 thôi. Vừa bán vừa tặng luôn đấy. Cái này chốt cho Thanh Vũ à? Ừ. Ok. 24 chốt cho em chị Nguyễn Hương này, cực kỳ xinh luôn. Trời khó có nhìn quá. Ừ hơi bị ấy một tí này. Ừ, áo dạ muối tiêu, cảm ơn tình yêu. Mã này là 70 mấy nghìn đấy. Hai mấy nhở? 24 này. 75.000, mã này cực kỳ xinh nhá. Chị Nguyễn Thắng đơn đi rồi mà. Chị Nguyễn Thắng đơn đi rồi tình yêu, hôm em báo với chị đơn đi rồi thì tình yêu. Lên tiếp cho em mã này đi anh. Đây, mã váy len này, cái váy đẹp quá. Cái váy này mọi người đã mua rồi thì biết này, cái tay của nó rất là đẹp. Váy này em nói chung mọi người là em cứ bán cho mọi người 100.000, mọi người mua đi ạ, không bao giờ tiếc luôn ạ. Cái váy này còn sót đúng một chiếc cho em 100.000 này, nhanh tay thì còn này. 100.000 cho em cuối livestream em xả hè cho mọi người nhá. Váy này 100.000 cho em, nhanh tay nhanh tay cho em. Melanie Lê ơi, list đồ hè rồi nhưng mà tí nữa để cuối tí nữa mới list đồ hè cho mọi người kỹ hơn nhá. Mã 25 cho em này, ai nhanh tay thì được một cái váy này, thực sự luôn là rất đẹp. Quỳnh Trang ơi, còn áo dạ nhưng em chưa lên được đâu nhá, bây giờ vẫn đang nóng lắm. Đây, rất là xinh luôn này, ok này, chắc chắn mua hàng Tuyết Phương cho em. Váy này đẹp lắm luôn. Mã bao nhiêu đây? Váy này đẹp quá. 25 cho em này, Tuyết Phương này, mã này cực kỳ siêu phẩm luôn. Hàng bán Tết của em đấy. Chắc chắn chốt lấy nhưng không xả nhá. Mọi người nha, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em mọi người nha. Chắc chắn lưu ý em mà đừng xả mà tội nghiệp em nha. Đừng xả mà tội nghiệp cháu nó này. Lên cho em cái kẻ kia là cái gì đấy Tú? Cái kẻ, cái áo kẻ. Hai lần hết cho em. Đây má kẻ cho em này. Kẻ là giấy váy gì em chi hay sao không? Đẹp xuất sắc luôn, cái đây còn 3 cái này. Vừa bán vừa tặng, nhớ là chia sẻ lên cho em xem bao nhiêu chia sẻ rồi để em bán hàng hè đấy. Cuối livestream mọi người chờ á, bán hàng hè rẻ mất nút luôn. Cuối livestream bán hàng hè xả rẻ mất nút thôi. Cho em một cái này là một áo dáng rộng cho em nhé. Một áo dáng rộng cho em này. Mọi người có thể thắt đai và cực kỳ xinh này. Mã này mọi người thắt đai siêu phẩm luôn. Vừa bán vừa tặng, chặn tặng cho em này. 65.000 cho em mã này nhá mọi người. Mặc với quần dạ thắt đai cho em cực kỳ đẹp luôn này. Siêu phẩm luôn đấy các chế mọi người nhìn hộ em này. Xong mọi người thắt hộ em một cái đai ở đây. Mặc với quần dạ cực kỳ xinh luôn. Thắt một cái dây đai ở đây này. Mã này bán cho em 65.000 len rất đẹp, còn đúng 3 chiếc thôi ạ. 65.000 cho em, 65.000 cho em này. 65.000 cho em mã này cực kỳ xinh nhá mọi người. Em mặc không như này cũng được, mặc cái quần dạ cực kỳ xinh luôn, dáng cánh rơi này. 65.000 cho em, trời ơi quá rẻ luôn mọi người. 65.000 này, siêu phẩm vừa bán vừa tặng các chế luôn này. Ok Phan Mai Phương, sửa số lại Phan Mai Phương okay, cho em nhá. Ok. Ở mã 26. 26 cho em. Trời ơi bán này xinh lắm mọi người nhá. 26 cho em. 26 cho em này, cực kỳ đẹp luôn. 26 cho em các chế comment 26 cho em nhá. Mã này mọi người mặc với quần dạ rất là đẹp này. Màu cực kỳ xinh luôn, nhìn tây cực kỳ luôn. Mã này mọi người mặc với chân váy nhá. Các chế có thể là nếu như mọi người rộng mọi người thắt cái đai vào, nhưng em thì em thích mặc như thế này. 26 nhá, 26 không phải 25 đâu tình yêu ơi. 26 cho em. Ok chị Nguyễn Hồng Anh cho em này. Nguyễn Hồng Anh này. Ok 26 chị Nhung nè. Ok, 26 có một người nữa cho em, màu này rất là tây mọi người nhá, cực kỳ tây luôn. Form này 56 ký thoải mái luôn, các tình yêu chưa đủ đơn chốt cho em vào đủ đơn này. 26 chốt cho em. Mọi người nhớ là chia sẻ livestream lên cho em nhá mọi người nhớ. Ôi hết túi rồi anh. Để túi giày này hết sạch túi rồi, vẫn còn chứ nhở. 26 này, đẹp xuất sắc luôn mọi người. 26 khuyên Huyền Putin cho em hết túi rồi. 26 Huyền Putin cho em này. 26 Huyền Putin cho em. 26 này Huyền Putin này. 65.000 ok. Thế
biết xem mã này mọi người nhá. Ừ, mạng bị lag là out ra mà mình biết là đang 200 người xem, trong lúc sau còn 100 năm mấy người xem là biết này. Còn nỉ này nhá, em còn top mấy cái nỉ này xả nốt cho mọi người một giá luôn này. Nỉ rất đẹp. Áo nỉ mặc kèm với là quần dạ siêu phẩm luôn. Thực sự ai mà mua nỉ nhà em, khách mua toàn mua 2-3 chiếc một thôi. Trước kia không có nỉ bán đấy mọi người. Trước kia chúng thực sự là không có cái áo nỉ mà bán này, chất rất đẹp luôn nỉ của em này. Nỉ cực kỳ đẹp luôn này, nỉ này. Nỉ này là hàng Quảng Châu chuẩn cho em mọi người nhá. Chia sẻ lên cho em này. Ừ chị Dung Nguyên ơi, mạng nhà em hơi bị lag ấy. Mã 29 cho em, Phạm Thư hết rồi nhá. Mã này vừa rồi hết rồi này. Mã 29 cho em. 29 cho em, vừa bán vừa tặng cho em này. 29 chốt 29 cho em một cái áo nỉ này, một người mặc với cộc quần dạ như em rất là đẹp. 65.000 cho em 29 này. Mã 29 cho em 65.000 nhá. Bán kiểu này chốt đuối luôn. Ừ đấy. 29 chốt cho em này, cực kỳ xinh. Mã này một người mặc với quần cho em này. Nỉ này quá đẹp. Ừ mạng nhà em hơi giật. 29 rất đẹp, chất rất đẹp, nhanh tay thì còn cho em. Nỉ nhà em bảo là đẹp mà. 29 chốt cho em Đào Lan Phương này. Ok, Đào Lan Phương có hàng này. Ok, rất là đẹp luôn này. 65.000 nữa ạ. 29 nhanh tay, nỉ rất dày này. Một cái áo nỉ cực đẹp này. Huế Pít. Ai? Huế Pít là biết như nào? Pít là Bình Yên. Huế gì? Ok, đây Huế Palay cho em này. 65 cho em này. Ok, này 29 Gabi Gabi này đẹp lắm. Gabi Gabi cho em này. 65.000 này. Ok, 29 cho em nhá. 29 cho em này. 65.000 áo nỉ để ai nhận được á? Không ưng trả lại tiền cho em luôn. 29 Kim Hoa có hàng này. Còn đúng một chiếc nữa thôi. 29 nhanh tay này, xinh lắm luôn, nỉ cực kỳ đẹp này. Ừ do mạng nhà mọi người đấy á. Ừ mờ lắm nàng ạ. Ừ em biết mà, đang ok tự nhiên mọi người out ra hết là biết ngay là mạng mờ rồi, nhìn này. Hàng Quảng Châu lót nỉ cực kỳ xinh luôn. 29 chốt cho em, nhanh tay cho em. 29 cho em xinh lắm. Lan Tình này, Lan Tình này. 29 Lan Tình có hàng. Áo nỉ rất đẹp. 29 Lan Tình cho em. Inbox tối và địa chỉ nhá. Lan Tình cho em này, 65.000. Ok. Cái mã váy vừa rồi mọi người chốt nhanh cho em nhá, còn đúng một chiếc này. Ủa cái váy này xinh dã man luôn. Váy đá tim cho em này, vừa bán vừa tặng cho em này, 89.000 cái váy đá này, cổ đổ nhá. Là hàng áo cánh rơi này, cực kỳ xinh luôn. Còn đúng một chiếc nữa cho em thôi. Mã này xinh lắm luôn đấy mọi người, hàng Quảng Châu xịn luôn này. Mọi người nhìn của em mọi người biết nó là hàng đẹp luôn này. Mã này vừa bán vừa tặng cho em luôn nhá. 89.000 này, váy này xinh lắm luôn. Huế Ballet xin số cho em này. Mã 30 cho em. 89.000 ạ. 30 này, cái váy đá này hình trái tim ai nhận được thì nhanh tay này. 30 cho em gần như ai mà cũng được này. Mã 30, mã 29 em hết rồi, 29 còn đúng không anh? Mã 30 cho em này, 89.000 này. 30 chị Trần Cherry hết này. Mặc xinh lắm luôn chị Trần Cherry ơi. Mã này mặc vào đi workout cao thì chị là the best. Ok hết cho em. Rồi hàng hè còn nhiều lắm, hàng hè thì bán combo cho em này, có những cái váy nhũ áo nhũ này. Rất là đẹp mà nếu sao có những con mẹ nó bị não giật nó xả mặt của em này. Đẹp chưa? Áo nhũ này siêu phẩm luôn đấy các chế. Đây mọi người chia sẻ lên cho em tí đây mấy cho em. Mấy đấy. 30 bao nhiêu? 30 là 89.000 em mượn cái cọc kia gắn xuống cọc vàng này từ từ đã. Đấy cọc đằng sau anh. Nhanh lên. Đây một cái set nữa này, cái set này em ai đã mua của em rồi thì biết là em định bán Tết cho mọi người cái set này lúc đầu lông thỏ. Các top toàn bán 600-650 thôi. Em nói thật mọi người luôn đây. Cả một cái set, cả một cái áo, cả một chân váy mọi người mặc mê luôn. Cái set này chia sẻ lên cho em, bán cho em 99.000 một set, rất là đẹp luôn này. Riêng em nói thật mọi người, riêng một cái áo lông em bình thường ngồi mua nó phải tầm khoảng 100.000 là một cái áo lông này, lông đá này, à chân váy đá này. Eo ơi, thực sự cái set này chị nào mà nhận được thì quá là ưng luôn, em nói thật mọi người luôn đấy. Mua cái set này mọi người, em nói thật phải gọi là cực kỳ đẹp. Một cái áo lông như thế này mọi người nhìn của em này, lông đẹp luôn nhá, không phải lông vớ vẩn luôn này. Chia sẻ lên cho em cả một set bán 99.000 hiện tại đây, còn mấy set này. Đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. Cái set này mà các chị mà không mua nhá, riêng cái áo này mọi người mặc với quần dạo, mặc với quần váy cho em thôi. Như em thôi đã, không phải mặc với chân váy thôi đã. Đây một cái áo lông này cho em. Cực kỳ đẹp luôn này. Đừng comment áo nhú giúp em các tình yêu ơi. Xinh lắm, mắt em không thử cho mọi người được này. Cái set này ai mà nhận được thì quá là phê luôn đấy. Đây. Nhưng mà này set này đẹp quá này. Thử cho mọi người riêng cái chân váy mọi người mặc không thôi đã đẹp rồi này. 31 cho em nhanh tay, còn đúng mấy set thôi, xinh chưa? 31 này mọi người mặc sơ vin cũng đẹp nhá. 31 này mặc cực kỳ đẹp luôn này. Đó, em đau chân đấy. Xinh chưa? Lông này là lông xịn luôn này. Cái set này mặc cực kỳ baby luôn đấy. 99.000 cả áo và váy thôi. 99.000 cho em, chia sẻ nhanh tay lên cho em bức chế. Ôi đẹp lắm. 99.000 cho em. Nhanh tay set này lông đẹp luôn này, mã 31 đúng không? 31 cho em. Đẹp quá. Ok, 31 cho em cả áo và váy. Chân váy các chế nhìn em mặc rồi đấy. 31 này, Hoài Thu Cẩm Phả cho em này. 99.000 này, ok này. 31 Nguyễn Hồng Anh này. Nguyễn Hồng Anh này. 99.000 này, ok này. 31 An An này. 99.000 cho em này. Còn một người nữa là em hết này. An An bạn em. Xinh này, nhìn em đứng đấy, lên cho mọi người xem cái chân váy của em nhá.
xinh cực kỳ luôn này, chân váy đính ngọc này, đẹp lắm luôn. Chân váy này các chế mua mặc riêng một cái chân váy cho mọi người ấy rồi này. Áo chị mặc rách lách, đâu rách lách ở đâu? Con này nó bị điên à? Mẹ con nào đây? Chửi chết mẹ đi. Ăn với đói. Lách rách cái đầu mùi nào. Đâu có rách đâu. Mẹ mắt mày bị đuôi à? Cái lìn gắt rồi. Không phải đâu, nó ấy chứ. Áo này đẹp như này cơ mà. Cái này bao nhiêu đây? 31 cho em à? Chốt ai nữa đây? 31 chốt Lan Tình nữa nhá. 31 Lan Tình cho em này. 31 Lan Tình cho em này. Lan Tình cho em này. 31 Lan Tình cho em. Quỳnh ơi, Cao Thị Thắm có nhìn thấy này, 31 Lan Tình này, hôm trước còn cái áo đúng không? Ừ, để ok, để tao check lại xem nhá. 99.000 cho em này. Đây. Thêm một mã này nó cho em, vừa bán vừa tặng các chế này. Cái áo này có hai màu này. Lan Tình, chốt Lan Tình cho em này. Đây nhá mọi người. Cái áo này là áo khác này. À cái này là váy len chứ. Váy len này ai đã mua của em, dày siêu phẩm luôn. Thực sự cái váy len này rất là đẹp này. Váy len cực kỳ dày luôn này, màu xanh rêu cho em nhá. Chị bị sao mà đau chân vậy Nguyễn Hiền ơi? Em ơi, đau chân là do ngu đấy. Em bị đau. Đau chân là do ngu đấy. Bởi vì sao? Bởi vì sao hôm nay em là em đi ăn phở gà. Thế là chỉ đơn giản là em bước xuống bậc thang thôi, nhưng em bước hụt. Có nghĩa là em ăn bát phở gà xong rồi mà ra vẫn nhìn cái đĩa thịt gà của, à cái nhìn cái đấy của thịt gà của người ta. Thế là thôi, một phát bước hụt chân như này đây. Nó sưng to như là gì. Nên hôm nay em có hạn chế thử cho mọi người mà. Tí nữa em chốt tắt cho mọi người nhá mọi người ơi. Mai chua, cái mai chua này, cái mã này, cái chân váy rêu này ai mà nhận được, mấy màu kem của em thì biết này, cực kỳ đẹp luôn. Cái váy rêu này chốt cho em, vừa bán vừa tặng cho em cái váy rêu này, 89.000 luôn, rất là đẹp này. Chất cực kỳ đẹp, riêng mọi người mua cái váy rêu của em thì chỉ có ưng thôi. Váy len 47 cân hơi rộng đấy mọi người, mã này mọi người mặc tầm khoảng 50 cân mặc ok cho em, 47 cân là hơi rộng nhá. Cực kỳ đẹp này. Ô, nhận được hàng rồi, rất là đẹp. Ôi cảm ơn chị Út Nguyễn nhá. Mã này chốt cho em là 89.000 thôi. Mã bao nhiêu đây anh? Mã bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Đây từ. Mấy giờ rồi anh? 32 nhá. 32 cho em này. Bây giờ lại 10 giờ kém. 89.000 cho em. Cái màu này là màu rêu tình yêu nhá. Nó ở ngoài nó thêm màu rêu ấy, hay là xanh lam nhỉ? 32 rồi. Cực kỳ đẹp luôn này, 89.000 cho em nha. Hoa hồng gai này. Các tình yêu có đơn cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Hoa hồng gai cho em 39, còn đúng một chiếc nữa này. Màu nó là màu có một cái là màu xanh lam, một cái là màu rêu đấy mọi người. Nhưng mà hai màu xem nhau, 31 cho em. 32 cho em, 89.000 nhá. Cái váy này đẹp lắm luôn, không thử cho mọi người. Em đang đau chân nên là không thử cho mọi người được. Hoa hồng gai xin số. Ừ, hoa hồng gai xin số thoại, hoa hồng gai cho em nhớ. Cái váy rất xinh luôn. Ai mà nhận cái váy màu kem rồi thì biết là cái váy rêu này đẹp xuất sắc luôn. Giang còn đúng một chiếc đi, ok. Giang còi. Giang còi xin lại số cho anh. Giang còi này 32 này, 89.000. Giang còi xin lại số điện thoại Giang còi cho em. Ok chị Tuyết Nguyễn ơi, sẽ có hàng hè, mọi người chờ em xíu nhá. Đây em lấy cho mọi người một áo khác nữa đã. Từ từ bán cho em nốt một ít nữa thôi là hết rồi này. Đây áo khoác màu nâu đẹp lắm luôn này. Eo cái chất áo khoác này mọi người biết này, còn đúng 4 cái, 3 cái này. 3 cái là vừa bán vừa tặng cho em áo khoác này luôn này. 3 cái là vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Cực kỳ xinh nhá mọi người. Ủa áo khoác màu nâu này xinh lắm, tây cực kỳ luôn, màu nâu rêu, hơi rêu rêu này. Mặc cực kỳ nhẹ nhàng mà thích luôn này. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 80.000 cho em, màu cực kỳ đẹp luôn. Mã bao nhiêu đây? Xinh lắm. Màu này mọi người mặc thì cực kỳ đẹp luôn này. Mã bao nhiêu? 34 cho em. Trời, mã này mặc cực kỳ nhẹ nhàng đây, mọi người mặc set cho em như này. Đúng là bán như tặng luôn, 80.000 một cái, còn đúng 3 chiếc, xinh chưa? Mặc cực kỳ tây nhá, màu nó nâu rêu cho em, 34 cho em. 34 cho em này, 80.000 chị nào nhanh tay được này. Xinh lắm luôn, khoác dày dặn luôn này. 34 cho em này, còn đúng 3 chiếc mọi người này. 34 còn đúng 3 chiếc cho em. 34 còn đúng 3 chiếc cho em này. Ăn lắm cay. Ừ chị Đặng Thị Như Quỳnh ơi, không phải đâu, giờ này em bị giảm cân ý. Em cắt nước quá này. Ai? Mã này mặc cực kỳ mềm luôn này. 34 cho em 80.000 thôi. Quá rẻ luôn này. Mã này bơ lô này bán xả lỗ cho mọi người luôn này, 80.000 này. 34 chốt tiếp cho em. 34 nhanh tay cho em này, còn đúng 3 cái thôi. Hoa hồng gai này. Ok 34 này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Mọi người đừng bom hoặc tội nghiệp em đấy, đã xả rất là đẹp rồi này. Có 80.000 một cái áo khoác thôi, màu rêu nhá, màu nâu rêu. Ai? Phan Mai Phương. Ok 32 Phan Mai Phương này. 34. Phan Mai Phương này. Hết rồi. 80.000 cho em hết mã này. Cực xinh luôn này. Lên tiếp cho em nhé, các chế đẹp lắm, toàn màu xinh, gọi là màu xinh xuất sắc luôn đó. Cái mã này còn một cái nữa không này? Có đúng không? Đúng rồi, này. Còn một cái nữa. Câu lên hả? Ok, 34 này. Anh ơi, được không? Đây này, này. Cái 80.000 cho em. Ok, lên cho em set hè nhá, cái set bán set nhá.
cái set bán Tết này hàng xịn luôn này, hàng cực kỳ đẹp luôn này, cái túi của nó còn tặng đây, các chế nào mua tặng cái túi, các chế đi chợ luôn, cực kỳ xinh này. Cái váy này hình như cũng đẹp, cái váy này hình như là một chiếc này. Đấy, rất là đẹp nhá. Cái này là cái set váy. Ủa váy đẹp quá. Váy đẹp, chị nào mà thấp thấp mặc váy xinh nhá. Chị nào thấp thấp tầm khoảng độ dưới 1m6 mặc váy xinh. Dưới 1m6 mặc quần tất cho em cực kỳ xinh luôn. Bán cho em cũng 80.000 một cái váy này, rất đẹp. Cái váy len dáng ôm ở dưới này, xong đây nó xòe này, mọi người nhìn hình dung ra không ạ? Nó giống như cái váy vừa nãy em mặc, nó xòe ở dưới, nhưng mỗi tội là cái váy này 35 cho em. Chị nào dưới 1m6 mặc đẹp cho em. Còn cân nặng thì thoải mái, nhưng mã này chị nào dưới 1m6 mặc mới đẹp cho em. Cân nặng thì 60 cân mặc cũng ok, nhưng mà dưới 1m6 mặc mới đẹp, với cái váy nó hơi ngắn, mọi người mặc quần tất legging mới đẹp nhá. 35 cho em này, cũng vừa bán luôn tặng cho em luôn, tặng cho các chế cái túi này nhá, cho xinh. 35 chốt cho em này. Bà chẳng nhớ bán bao nhiêu tiền đâu, 35 bán bao nhiêu tiền nhá? Bao nhiêu nhỉ? 80.000 nhỉ. Kiểu dài. Cái chốt kiều giang cho em này, xinh dã man luôn này. 35 chốt kiều giang cho chế cái túi nha, đóng vào cái túi luôn này. Kiều giang luôn này. 80.000 đi ạ, cực kỳ đẹp luôn nhá, hết cho em mã này. Cổ 3 phân nó chắc là có nhưng mà hiện giờ. Cổ 3 phân á, hiện tại là chắc là chưa đâu. Cái váy này nữa này, một cái váy nữa là hết này. Đẹp lắm, toàn hàng váy đẹp mà mọi người nhìn mọi người biết này. Cái đây lên khoác cho em nhá. Toàn váy đẹp thôi mọi người. Trời ơi cái váy đẹp lắm luôn. Thực sự cái đây nó giống như cái váy vừa rồi mọi người hình dung ra chưa? Đây nó là cái váy này, nó là dáng suông này. Cái váy này bán cho em 100.000 A mà nhận không nhận ưng cái trả cái chất này giảm lại cho em luôn này. Dáng suông siêu phê luôn, cực kỳ đẹp. Mã này mọi người khoác vào thì quá đẹp luôn. Form dáng suông, ưu tiên các tình yêu dáng rộng nha mọi người. 36 cho em 100.000, chất rất đẹp. Có đúng một chiếc nhất váy mặc Tết luôn. Dáng suông mọi người nha, 36 cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay thì còn, nhanh tay thì còn mọi người ơi, đẹp phê. Gọi là phê, không còn gì để phê. Em mượn cái túi cái túi 36 cho em, mã này mặc vào mà mọi người đi về bốt, hoặc mọi người em mượn này mặc về Tết dạng. Không bao giờ có cái giá này luôn. Tiểu Quyên. Ok, 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 chị Tiểu Quyên này. Anh em mượn cái túi kia túi. Đâu? Cái túi đằng sau anh ấy. Ok, lên cho em mẫu này là mẫu nỉ với cả ấy nhá. Hôm nay bảo với mọi người là có váy nỉ Mickey các thứ. Ở trong cái đấy trên cái bao hàng có cái váy nỉ Mickey đấy. Ừ đấy. Lên lấy cho em với. Má này chốt cho em ai đây? Tiểu Quyên đúng không? Tiểu Quyên thì còn được rồi. Ờ. Đây, đẹp lắm luôn này, 100.000 cho em này. 100.000 cho em Tiểu Quyên này. Xinh lắm. Má này hết cho em nhá. Không phải cái váy Mickey ở trong cơ. Nào lên cho em này, đây là cọc lỉ sao. Cọc cũng là rất là ok, rất là xịn của em. Xịn sò của em đấy. Nào bắt đầu bóc cái này là cái gì đây. Nhiều áo cực kỳ xịn luôn các chế đây. Đây là cho em một cái áo khoác màu nâu này. Ai mà đã mua cái màu nâu này rồi thì biết này, bên trong lót nỉ mũ lông nhá. Áo này siêu phẩm luôn đấy các chế. Bán cho em luôn 80.000 luôn này. Bán cho em 80.000 này. Cái này nhanh tay cho em thì còn này. 80.000 này. Trời ơi đẹp lắm luôn mọi người. Nhìn của em này. Không ai bán cái áo này 80.000 mà mọi người nhìn cái túi mọi người biết là hàng gọi là hàng thửa, hàng xịn rồi đấy. Ba mấy cho em chả nhớ đâu, 37 đúng không? 37 cho em này, 80.000 nhanh tay thì được. Không ai bán áo nỉ gọi là đẹp hơn cả hình em đăng, bởi vì hôm nay có mỗi con mẫu nó mặc cái áo váy Mickey thôi. Chứ còn áo nỉ mà các chế nhận nha em thì gọi là chỉ có mê trở lên thôi. Nhìn của em này. Đẹp xuất sắc trước đây nhá. Rồi đóng mũ vào cho em này. Đây đóng cái cúc mà kiểu gọi là mình hay đóng ấy. Đây. Đẹp xuất sắc chứ các chế. Cực kỳ đẹp luôn, nhanh tay cho em còn đúng một cái này. 80.000 màu này thì quá xinh rồi. 37 cho em, đồ đông tiếp đi Quỳnh. Ok ok, mấy hôm nữa lạnh rồi. Ok chị Linh Xu sẽ có đồ đông cho mọi người nhá. Khánh Vân ơi, ừ set bé còn đấy, nhưng mà tí nữa 37 cho Út Nguyễn này. Mai đẹp lắm luôn mọi người nhá. 37 Út Nguyễn là hết này. 80.000 thôi, vừa bán vừa tặng các chế đấy. Bảo Út Nguyễn này lên cho em một cái áo khoác lông nữa này. 37 bao tiền? Lên cho em cả áo len, cả áo thiếc thứ nữa nhá. 80.000 thôi. Rẻ, đúng là rẻ thật. 37 80.000 cho em. Cái gì? Cái gì? 37 chốt cho em này. Dấm ớt để cho dấm ớt đủ đơn cho em nhá. Dấm ớt đủ đơn cho em. Dấm ớt là chị Út Nguyễn thông cảm cho em đơn tấu. Chị Út Nguyễn là em sẽ có tặng chế một món. Dấm ớt cho em này, 80.000 này. Cho đủ đơn cho em nhá. Dấm ớt mà gom hàng là thôi nhá. Em cho chị ấy vào chửi luôn đấy, bởi vì là đã nhường rồi nhá. Tình yêu nhớ đừng gom hàng. Em lại đem một áo lên. Mỗi mẫu chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi. Bởi vì ăn săn được giá rẻ. Ủa cái áo này đẹp thế. Bên trong lót lông này. Thực sự cái áo này quá đẹp luôn này. Mọi nhận cho em này, lông rất là đẹp này. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn. 89.000 A mà nhận được cái áo này thì nó là dạ kiểu gì ấy, nói chung là rất là đẹp. Em thật mọi người luôn, mã này 89.000 cho em. Mã này mọi người tầm khoảng đẹp nhất cho em là tầm khoảng 49 cân đến 55 cân mặc ok cho em. Mã này nhanh tay thì còn cho em nhá, rất là đẹp. 89.000 thôi, bên trong lót lông toàn bộ này. Đẹp lắm các chế ạ. À. Cái này còn đúng một cái này, hàng Quảng Châu xịn cho em đấy. 38 cho em, chị nào nhanh tay được này. Eo mã này xinh cực kỳ, bên trong lót lông này. Nói chung là chị nào nhanh tay được mã này, hàng thoát dài bên trong lót lông này. 89.000 là vừa bán vừa tặng các chế, còn đúng một chiếc cho em. Đẹp xuất sắc luôn, mã này không đẹp không lấy tiền mà. Không đẹp không lấy tiền luôn. 89.000, 338 cho em. Đẹp lắm mọi người. Ok, cuối clip em bán bộ nhá, bây giờ em đang bán hàng hé 38 cho em. Đẹp xuất sắc chưa? Đẹp lắm ý mọi người, da lộ hay là cái gì ấy. Nói chung rất là đẹp, 89.000 thôi. Mã này ai nhanh tay được, vừa bán vừa tặng các chế đấy.
39. 39 cho em, 39 đến 38, 38 cho em. 39. 38 cho em này, 89 nghìn này. Áo rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn này. Ờ 38. 38 nhanh tay, nhanh tay cho em, nó bị dính cái gì á chế. 38 cho em lên cho em một cái mẫu nữa để cho các tình yêu đủ đơn nhá. Đẹp lắm luôn này. Hùng Minh Lê có hàng này. Hùng Minh Lê à? Hùng Minh Lê này. Hùng Minh Lê cho em này. Có chút lúc đầu Hùng Minh Lê mà. Thế à? Ừ, lên cho em một áo cho các tình yêu đủ đơn này. Hùng Minh Lê xin số lại, Hùng Minh Lê cho em. Nhớ là có chốt chân váy của Hùng Minh Lê như là có đôi chân váy đúng hay là cái gì nhỉ? Cái áo tím. Thế á? Nhớ là Hùng Minh Lê có chốt mà nhỉ? Đây lên cho em một cái cho các tính hữu luôn này. Màu này quá là tây rồi. Chia tiền. Sẻ lên cho em bao nhiêu chia sẻ rồi. Mã này đúng là chia sẻ với bán này. Mã này đúng là rẻ cực kỳ luôn. Không ai báo một cái áo len Quảng Châu này 42.000 cho các chế đâu ạ. 38-89.000 này. 39 cho em, không ai báo một cái áo Quảng Châu này 42.000 đâu ạ. Riêng cái chất này em bao chất cho các chế luôn này. 42.000 cho em, mã này mọi người chia sẻ ít nhất 1-2 lượt cho em nhá. Em đúng rồi. Gần 200 lượt xem các chị chỉ cần chia sẻ như thế cho em thôi. Cái này là tay của nó như thế nhá. Cái kiểu tay của nó như thế nhá. Cho nó nhẹ nhàng này, co giãn thoải mái luôn. Chất này ôm cực kỳ luôn này. Mã 40 cho em này, 40 đi, có mã 40 cho em đi. 40 cho em này, chia sẻ lên cho em 40 này. Em chưa được 300 lượt chia sẻ các chế. Nên chia sẻ lên cho em này. Màu cực kỳ đẹp. Em ơi, mã này mọi người mặc với chân váy này. Quá là xinh luôn đấy mọi người, nhìn này, co giãn thoải mái, chị nào mặc cũng xinh nhá. Mã này vừa bán có tặng cho em mã 40 này, 42.000 là lỗ. Chị nào biết lúc đầu em bán cái áo này 6.000 hay sao ấy mọi người. Cực kỳ đẹp ơi. Trời ơi, ai comment nhanh thì em bán nhanh thôi chứ mọi người bảo em bán khách cũ thì trời cho nên quá, còn nhường của khách cũ cho khách mới. Mã 40 cho em, mã 40 cho em. Vừa bán vừa tặng các chế luôn, 40-42.000. Áo này mặc xinh lắm luôn, em là đang có cái dây của em nhá. Nhìn này, trễ vai này, tay này, xinh cực kỳ luôn. Mã 40 cho em 42.000, màu này rất là tây này, màu vàng cho em. Ok này, nhanh tay, còn cần như chị nào cũng vừa luôn. Cái này ôm body mọi người nhá. Mã 40 cho em này, đẹp quá. 40 cho em này, ok Trần Thị Bong có hàng này. Trần Thị Bong này. Anh nhìn comment của em Trần Thị Bong cho em này, 42.000 này. Mã 40 cho em này, lộ ok lụa nghiêm thúy, mã này cực kỳ xuất sắc luôn. Lụa nghiêm thúy này. Đỗ Quyên. Cho này 42.000 ok này. Mã 40 Đỗ Quyên này. Đỗ Quyên. Đỗ Quyên cho em này. 42.000 cho em này. Mã 40 Tuyết Phương cho em có hàng này. Trước chị nhận cái này rồi đẹp lắm. Chuẩn luôn này, ai đã biết cái áo này chất cực kỳ đẹp luôn, em không bao giờ em bán kiểu vớ vẩn. Bán kiểu hàng vớ vẩn, màu này quá đẹp luôn này. 40 cho em này, chị nhận cái này rồi chị nào nhận thì không nhớ. Bán nhiều lắm, áo này chất đẹp lắm này, ok này. Hôm nay mới nhận chuẩn hoa luôn này. Ok, Hoa Vũ có hàng này. Hoa Vũ. Hoa Vũ cho em này, nhanh tay thì còn khách nhận rồi, 40 cho em này. 42 này, ok. Nhận đồ nhưng quên bỏ tất vào rồi, Quỳnh Siêu ok tí em check nhá, Quỳnh Siêu ơi. Ừ, chuẩn luôn, Lá Thị Hoa nhận cái này rồi, chất đẹp lắm, 42.000 là bán. Đúng rồi. Ai, Đỗ Thị Tuyết Hồng á? Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho em này. Màu này xinh lắm luôn đấy, 42.000 này. Hoa Vũ có hàng nha, mã này chốt cho các tình yêu đủ đơn, tình yêu là chưa đủ đơn vào chốt cho em với 42.000 cho em này. Mã này không bao giờ có cái giá này, nó chế luôn. Ơi Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Mai Tuyết Phương có rồi, Tuyết Phương ơi, Nguyễn Thị Tuyết Hồng có rồi, ôi chân đau quá bây giờ ngồi.